mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang làm việc ở Trung đoàn 917 ở thành phố Cần Thơ. Em ở Cần Thơ với ai? Dạ em ở... Ở trong quân đội luôn? Dạ trong quân đơn vị luôn. Rồi xin mời bạn bên đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh em kế bên. Em tên là Thanh Thanh, năm nay em 23 tuổi. Quê em ở Quy Nhơn. Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo. Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức ạ. Như vậy là gái là hơn đàn trai tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ. Rồi vậy hết dạ. Tự tin lên nha anh. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người có trách nhiệm, tính tình thì hiền lành và có biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là em ít nói, một cái nữa là thẳng tính. Nói đúng hơn là thẳng tính nhỉ. Thẳng tính, ít nói. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn khá là ổn. Em có trách nhiệm trong công việc. Nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt. Em là một người lạc quan, vui vẻ. Luôn nghĩ theo những điều cực. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì đôi khi là em hơi tự ti. Tự ti về cái gì? Tự ti về ngoại hình, bản thân thôi chị. Với lại em cũng hơi ít nói. Trời ơi, hai người người nào cũng ít nói hết, làm sao hiểu nhau? Phải cởi mở ra, phải nói chuyện thì mới hiểu được nhau chứ đúng không? Dạ. Tình trường thì sao nè? Em trai trải qua mấy mối tình rồi? Em thì năm cấp 3 ấy, thì cũng có thích một người. Có thể gọi là tình yêu dấu kín nữa. Còn kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào. Vậy là đơn phương thôi phải không? Em yêu ta đơn phương chứ gì? Dạ. Mà em có thổ lộ cho cô biết không? Dạ không luôn chị. Ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không? Kéo dài mối tình đó bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm chị ạ. Trời đất ơi, 3 năm yêu mà không dám nói. Hôm nay yêu có nói không? Dạ có chị. Có nha, một chút nữa mà yêu là phải nói nha. Không nói nữa là mất cơ hội luôn á. Bạn gái sao em? Tình trường như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình chị. Em quen được gần 3 năm và chia tay cũng gần 1 năm. Cũng quen 3 năm, dạ. Tại sao chia tay? Có lẽ là trong quá trình quen thì có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị. Im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau. Coi như là không có một cái nguyên nhân chính, mà tại vì mình do mình không chia sẻ nhiều cho nên đó em thiếu thấy sự chia sẻ. Em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng. Mà muốn chia sẻ là phải nói, không nói làm sao chia sẻ. Đúng không? Cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn. Đồng ý không? Dạ. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu. Cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi. Vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương, hiền lành. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon. Anh thấy đưa ra những tiêu chí thì đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha. Tốt. Chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá, càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. Đơn giản. Em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng. Thông điện, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử. Suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan. Dạ. Mình ướt át lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà, mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu ha. Dạ. Bạn trai rất dễ thương, rất là cute. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Thanh Thanh và xin chào đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ chỗ em Tuấn á,
Thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Tuấn thì rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn. Nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là rất hợp nhau là những thứ nhất. Thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị của em. Với lại một anh đồng nghiệp. À, cho chị gặp mẹ em trước nha. Dạ, chào cô. Chào anh chị Quyền Linh và anh chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả trong phim trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Con bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Cô hỏi chút giật sự con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu? Con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. À, con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. À, cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Rồi, anh muốn qua bạn. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. Khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm. Thì thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ đúng ạ. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ? Có thời gian để ra ngoài? Anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ, vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày với về phía đơn vị. Thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ, với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á, thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Anh sẽ trình bày nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn. Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Có tài lẻ gì không? Có cách hát, nào? Thí dụ vậy chẳng hạn. Nà, em sẽ hát cho cô ấy nghe. Em sẽ hát bài Suy nghĩ trong anh. Ta giận đó, đến gần gần hát. Tuấn đến gần gần hát, đúng rồi đó. Gần gần đó, nhìn cổ Tuấn bắt đầu. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Ra đừng nắm tay luôn à? Ừ, được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. Quay mặt phía trước. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đấy cô ấy cười rồi. Đó, cười rồi đó, được rồi đó. Thấy chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ ta nắm tay chứ đưa hát sùi lơ. Rồi, bạn gái có muốn hát đáp lại cho ảnh không nè? Dạ, có chị, em rồi. Có chuẩn bị một bài hát. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xuân vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Rồi làm chồng em nhé baby.
ý anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý á. Hả? Anh đồng ý á. Nhìn kia kìa. Đồng ý nhìn đây. Anh đồng ý. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đi. Em nói một câu gì với cô ấy, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Hay. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng. Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết, nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai. Hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Được, hai con cứ tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Đẹp trai mà. Khuôn mặt cũng có nét giống nhau đó. Hả? Một buổi phỏng vấn để mà xem là cái cách anh nói chuyện với lại thể hiện của mình như thế nào á. Cho nên là bây giờ là anh có thể tự chia sẻ thông tin quê quán, tên tuổi, nghề nghiệp của mình là gì đi ạ. Rồi, chào bạn nhé. Mình tên là Long, mình sinh năm 1983. Công việc hiện tại thì mình làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu. À, hỏi tên của anh là gì ạ? Đào Quốc Long ạ. Long hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đào Phước Long, nghề nghiệp của anh là giám đốc công ty xuất nhập khẩu. À, xuất nhập khẩu về cái gì anh? Mình chuyên hàng bên Trung Quốc về. À, nhập khẩu hàng Trung Quốc ha. Rồi. Rồi thì hiện tại bây giờ anh đang ở đâu ạ? Mình ở Hà Nội. Hà Nội, dạ rồi. Ví dụ như anh lên chương trình đó thì mình có thể thể hiện một cái tài lẻ nào được không anh? Ví dụ ca hát gì đó. Mình thì đặc biệt là ca hát thì mình không. Mình thực ra là người là rất là, vấn đề đó rất là nhút nhát. Không mạnh mẽ đâu. À, mình không làm thơ đúng không hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu anh là gì đi được không? Thực ra thì mình lên trên trường biết chương trình này và lên chương trình muốn tìm một người bạn mà nó có thể gắn bó với mình nhé. Dạ, đang bên em đang hỏi là anh chia sẻ thêm nhiều về con người của anh Long. Về điểm mạnh, điểm yếu của anh đã. Xong rồi tí nữa chúng ta sẽ nói về cái mẫu người mà anh muốn tìm kiếm anh Long ha. Dạ, em nghe rõ. Dạ vâng, thì em muốn hỏi một chút xíu là anh là con người như nào và có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Tính của mình thì rất là hiền thôi. Rất là thẳng thắn. Hiền, thật thà, thẳng thắn. Đúng rồi. Có bị trầm tính không? Không. Có bị có đôi khi hay ra trưởng hay mình cũng là sếp mà thì đôi khi phải ra trưởng hay phải áp đặt người khác không? Không, thực ra cái này là nó mình tất nhiên là có những một số điều là mình hơi cứng nhắc một chút nhưng mà mà mình chỉ cứng nhắc, mình quyết đoán trong công việc của mình thôi. Ví dụ mình rất là quyết đoán và mình làm thì cân nhắc. Rồi. Mà chứ không, mình không bao giờ gia trưởng hay thế nào thế kia cả. Mọi cái là mình rất là hòa đồng thôi. Hoặc nói chung là cũng hòa đồng với mọi người. Đúng. Rồi, bây giờ tạm thời là thế. Tiếp theo là anh, nếu mà chương trình của tụi em ấy tìm kiếm được người phù hợp thì bắt đầu ghi hình ấy, phát sóng sẽ được gặp anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì anh Long có thể sắp xếp công việc và tham gia cùng với chương trình không ạ? Dạ có, bữa trước em cũng trao đổi rồi, cũng có. Dạ vâng, thì
coi như là cái duyên cái số của mình ấy. Thì ví dụ như có nhiều lúc mà tìm được hai bạn đều ở Hà Nội, nhưng mà hai bạn vấn đề hai bạn đều phải bay vào trong Sài Gòn đó. Có nhiều cô có nhiều anh chị cùng vào trong Sài Gòn cùng quay hình xong rồi lại bay ra ngoài cùng với nhau kiểu dạng như vậy. Dạ vâng. Anh chia sẻ giùm em là về cái câu chuyện tình trường của anh ạ. Mình thực ra là mình cũng có một mối tình nhé. Có một mối tình duy nhất à? Đúng rồi, để mình mối tình nhất thì mình lại cũng kết hôn và được một cháu. À, là mối tình đầu của anh luôn và kết hôn là được một cháu. Dạ. Rồi. Hay là 7, cháu lớp 10 rồi. Cháu học lớp 10. À, cháu này là cháu trai hay cháu gái và đang ở cùng anh hay sao ạ? Đúng rồi, có đang ở cùng mình. Ở cùng anh. À, mà anh, hai vợ chồng anh sống với nhau bao nhiêu lâu và tại sao lại tan vỡ à? Mình đi từ 2005, kết hôn cuối 2005, đầu 2006 thì đến 2009 mình chia tay. Chia tay. Anh có thể chia sẻ một chút xíu với bọn em về cái lý do chia tay không, để mà mình tìm kiếm những cái, đây không phải là đào lại quá khứ nha anh, mà kiểu là cũng phải chia, mình cũng phải chia sẻ để cho bạn nữ bên kia, người ta cũng viết lại MC hay tất cả mọi người đều hiểu câu chuyện của anh. Có nghĩa là mỗi con người đều có một câu chuyện đấy thôi. Đúng rồi. Thực ra thì cái này thì bản thân mình cũng có lỗi chứ không hẳn là vâng. Công việc mình việc không có thể một có một phần lời yêu đó à. Thứ thì cơ bản. Alo, anh nghe thấy không ạ? À? Có vẻ cái mạng nó mạng nó bị lắc quá. Dạ có. Anh nói lại giùm em cái đoạn mà lý do mà anh cảm thấy mình có lỗi đấy giùm em với. Thực ra này, cái vấn đề này thì mình, bản thân mình là cũng là người có lỗi. Dạ. Chứ không phải là riêng về cái người đối diện với mình. Nhưng mà thực ra thì tất nhiên cuộc sống mình cũng là bận mặt công việc ấy. Dạ, bận công việc đúng không? Đúng rồi, đôi khi mình không có thể mình lo lắng được cho gia đình. Rồi. Thế ai là người chủ động ly hôn anh? À, vợ mình. Sau khi mà cái cuộc ly hôn đó sau năm 2009 ấy, thì anh có nhiều mối quan hệ thêm chưa? Mình chưa có ai hết, chưa, hầu như mình cũng không. Thực ra này, nhiều lúc mình chưa sử dụng tin tưởng. Chưa thật sự gì nữa. Anh sợ người ta lừa đảo hay như thế nào mà em muốn khai thác thêm về cái vấn đề mà chưa thật sự tin tưởng ấy anh Long. Thực ra bây giờ này, nếu chung mà để mà nói thì tất nhiên là mình không thể là nhận xét chung chung được, nhưng mà mình có một hai ấy thôi, nhưng mà thực ra chưa có gì cả đâu, nhưng mình cảm nhận nó chưa có duyên được. À, là do bản thân chưa cảm nhận thấy cái sự tin tưởng từ người ta, chưa cảm thấy có duyên với người ta, khó mà. Còn cái bản thân mình nó cảm thấy, mình cảm nhận là chưa cảm nhận. Chưa có duyên. Rồi. Anh vậy là, nhưng mà anh có đi cà phê hay là anh cũng mở lòng mình, anh cũng đi gặp mặt vài người chưa? Cũng phải có chứ hả? Đúng rồi, cái này thì rất nhiều. Mình hầu như là mình hầu như đều là buổi sáng và buổi tối thì mình được mỗi một tiếng mà. Rồi. Anh ơi, anh đang dùng wifi phải không anh? Đúng rồi, mình wifi. Anh thử tắt wifi đi, anh chuyển qua 4G thử xem như thế nào, tại vì tiếng của bên anh nó bị ngắt đấy. Đấy, anh nói 4G thì nó chỉ được cái chữ 4 thôi, nó không có được cái chữ G đúng không ạ? 4G ở đây thì không dùng được, nó còn đơ lét nữa. Dạ rồi. Ok, bây giờ thôi, bây giờ anh nói nhanh cho em về cái mẫu người mà anh muốn tìm kiếm đi ha. Thực ra thì này, mình cũng xem chương trình, mình cũng rất là xem. Rồi. Xem rất là nhiều. Mình mẫu người thì nói chung là nó, mình cũng đơn giản thôi. Cái cơ bản nhất và quan trọng nhất là mình chân thành với nhau thôi. Ừ. Mình chân thành. Còn mẫu người thì mình cũng không mặc đấy đâu. Nhưng mà em cần phải biết về ngoại hình, tại vì mỗi người một nhân dáng, mỗi người mỗi cách, và cái ấn tượng ban đầu đó là quan trọng nhất.
Dạ vâng đúng rồi. Dạ, nếu mà anh gặp một cô mà em nói thật là về ngoại hình không có đạt được mắt của anh ấy thì lại là mất thời gian cho nhau, và nhất là anh chị ở tỉnh xa đi vào ấy. Mình thì... tầm từ 1m55 lên là được. 1m55 trở lên. Cân nặng thì cứ tầm. Cân nặng ngoài gì? Cân nặng gì ạ? 70 được. Bao nhiêu cả? Chiều cao là 1m5 lên, còn cân nặng ngoài 50 là được rồi. Cân nặng ngoài 50 rồi. Ủa anh cao bao nhiêu ạ? Mình cao 1m77. À. Rồi nghề nghiệp của bạn gái như thế nào thì anh nghĩ là phù hợp với anh? Thực ra thì về cái vấn đề này mình không nhất thiết, thực ra mình làm gì cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là công việc quán ổn định một chút. Công việc ổn định hả anh? Được rồi. Theo như anh Long là công việc ổn định là một người có công việc và kiếm được thu nhập cho bản thân khoảng có mấy triệu. Dạ vâng. Có hay là có một cái nghề nghiệp gì em đang hướng tới, ví dụ như cô giáo hay giáo viên hay là gì gì đó, hay là bán hàng hay sao, thì anh có định hình được cái người đấy là như nào thì mới hợp với cái tần số của anh không? Nếu mà định hình thì bây giờ mình muốn là kế toán. Kế toán. Rồi. Về tuổi tác của cô gái này ạ? Thì không vấn đề của mình. Không quan trọng à? Đúng rồi, có thể bằng tuổi mình hoặc là hai tuổi được. Rồi. Người đấy mà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và cũng có con y chang như hoàn cảnh của anh thì có được không? Dạ được, cái này thực ra mình rất là trân trọng. À. Kẻ nó sẽ thì chia sẻ đấy. Bây giờ anh nói hết về những cái anh có chia sẻ với bọn em về những cái mà anh muốn yêu cầu về bạn gái nhá. Dạ. Anh cần thêm gì nữa thì anh nói rồi bọn để bọn em kiếm. Đấy, ví như vị trí vùng miền thì sao? Cái chương trình lần trước không nghĩ là không biết là bên mình chưa, mà rất là mong người Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hả? Đúng rồi, ở Đồng Nai. Là anh muốn cái mẫu người như thế. Đúng rồi, hoặc bạn đấy cũng được. Lấy đâu ra? Bạn đấy đã tham gia chương trình rồi, ví dụ như bạn đấy đã tham gia chương trình rồi. Đúng rồi, bạn tham gia. Anh có nhớ là số tập bao nhiêu không? Bạn đấy sinh năm 80. Rồi, có gì để em nghiên cứu lại. Dạ vâng. Rồi, ok. Rồi. Ok anh, bây giờ anh muốn vị trí vùng miền của bạn nữ như thế nào thì mới ok với anh ạ. Miền thì ra bây giờ nó rất là khó cái này. Nếu mà bây giờ được như mình mong muốn ý, nó rất là khó. Cái cơ bản nhất. Anh cứ nói, anh nói đi, tại bây giờ mạng lag quá, anh trả lời nhanh dùm em gái, tại nghe máy nó không có được ấy. Dạ vâng. Dạ. Thực ra để vùng miền thì bây giờ nó, như mình yêu cầu thì thực ra nó rất là khó. Dạ. Rất là khó, bây giờ có những thứ mình muốn được rất là khó. Cái này cứ để cho mình, nói chung là mình có thể mình hiểu với nhau hơn. Còn cái vấn đề thì thực ra là vùng miền thì nó không nhất thiết đâu. Nhưng mà ví dụ bây giờ công việc của anh ở ngoài Hà Nội thì bây giờ anh xác định yêu được cô trong Nam không? Vào đó thì thực ra là nếu mà như thế thì thực ra cũng được. Chuyển vào đấy cũng được thôi. Thì về cái cơ bản bây giờ mình chủ yếu là mình vẫn làm ở dưới Thủ Đức và à. Đúng rồi. Nghĩa là vẫn có cơ sở. Cái, cơ đúng sở. Rồi. Cơ sở 2 của mình là dưới Thủ Đức ấy. À. Gần chợ đầu mối Thủ Đức. Rồi. Tại vì mình bên xuất nhập khẩu thì chuyên hàng. Dạ rồi, ok anh. Rồi ok, bây giờ còn một cái vấn đề gì mà anh muốn yêu cầu về bạn nữ nữa không thì anh cứ trình bày thôi. Nữ thì em thích bạn hơi chút. Anh nói lại câu đó không nghe được ạ.
tức là tóc của bạn hơi dài, không nên ngắn quá. Nó hơi dài. Dạ vâng, không nên ngắn quá. Dạ, nên ngắn quá. Dạ. Còn gì nữa không? Tôi để được rồi anh. Dạ rồi, vâng. Thì cảm ơn anh Long nhé. Thì có thêm, cần thêm thông tin chi tiết